Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bà Nội Emily. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn một số cái mũi móc đơn giản, từ mũi móc xích này, mũi móc đơn, mũi móc nửa kép, mũi móc kép và cả mũi móc kép đôi nữa. Thêm nữa, mình sẽ hướng dẫn kỹ cho các bạn thế nào để lên hàng mà không bị sót mũi nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Trước tiên, các bạn cần có cây kim móc phù hợp với cỡ sợi của các bạn. Các bạn mới tập, các bạn dùng cây kim móc có cái cỡ là 3.0mm và cần móc với cái sợi len cỡ 2mm. Cỡ này rất là phù hợp cho bạn mới tập. Thêm nữa, các bạn cần chuẩn bị một cái kéo chúng ta để dùng còn cắt chỉ nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Trước tiên các bạn cần phải tập cách cầm kim sao cho đúng. Nếu sau này bạn cứ quen với cách cầm sai và cách cầm sợi sai, các bạn quấn chặt quá vào ngón tay của bạn sẽ bị biến dạng. Nhưng tay của mình có việc gì đâu, mình móc cũng lâu lắm rồi, nhưng tay của mình không hề bị sao hết. Đấy. Các bạn nên cầm kim và cầm sợi một cách thoải mái nhất nhé. Nếu các bạn thuận tay phải, các bạn cầm kim vào tay phải. Còn các bạn thuận tay trái, các bạn cầm kim vào bên tay trái nhé. Trước tiên, mình hướng dẫn các bạn móc một đoạn dây móc xích trước. Thế nào là mũi móc xích? Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Các bạn cầm hai ngón tay vào cái sợi dây chúng ta cần móc, bất cứ sợi gì cũng được nhé. Cầm như thế này này. Hôm nay mình móc bằng cái sợi với cỡ 2mm. Các bạn cầm vào những ngón tay như thế này. Các bạn quanh vào ngón tay một vòng như thế này. Rồi các bạn kẹp cái ngón út vào nhé. Đấy. Ta được một cái sự kết nối chắc chắn như thế này rồi, chúng ta mới đưa kim móc qua cái ngón này, cái ngón trỏ mà chúng ta vừa quấn sợi này. Các bạn kéo cái sợi dây qua cái ngón trỏ rồi rút nhá. Đó, ta đã được một mũi đầu tiên trên cái sợi dây này. Nếu trong những cái ứng dụng để chúng ta móc ra được cái túi hoặc là những cái đồ vật thì cái mũi này không bao giờ được tính nhé. Mũi này là cái mũi gây ban đầu ấy, thì chúng ta chưa tính. Bây giờ bắt đầu mới là những cái mũi được tính này. Các bạn quay kim một lần rồi kéo sợi qua. Đó, ta gọi là một mũi. Và tiếp theo ta móc mũi kế tiếp. Ta có hai mũi này, móc mũi kế tiếp này. Ta có 3 mũi này. Đó. Và tiếp tục nhé. Các bạn chỉ cần quay kim này, rồi kéo sợi này. Và tay bạn vẫn cầm như thế nhé. Vẫn cầm ở đây nhé. À, tiếp tục này. Đó. Vậy là ta đã móc được 1, 2, 3, 4 và 5 mũi. Sau đó tiếp tục này. 6 này, 7 này và mũi thứ 8 này, mũi thứ 9 này, rồi mũi thứ 10 này. Nó thật sự là dễ đúng không? Và ta thử nhá, ta thử tiếp nhá. 11 này, 12 này, đó. Tiếp tục nhá. 13 mũi này. Rồi. 14 mũi này. 15 mũi này. Và 16 mũi. Sau khi móc xong được một đoạn dây xích 16 mũi thế này, bây giờ chúng ta sử dụng mũi đơn nhá. Mình hướng dẫn các bạn cách móc mũi đơn và cái cách lên hàng làm sao cho nó đỡ sót mũi nhé.
khi ta muốn lên hàng với cái số mũi như thế này thì ta phải móc thêm một mũi móc xích. Chúng ta móc thêm một mũi móc xích vào đây nhé. Rồi chúng ta quay kim nhé vào cái chân mũi. Ta bỏ cái chân mũi này nhé, ta móc vào cái chân mũi kề bên này một mũi. Bây giờ các bạn chỉ cần việc móc thêm một lần kéo sợi nữa. Đó, vậy là ta thực hiện xong một mũi móc đơn ở đây rồi đấy. Tiếp tục chúng ta móc thêm vào mũi kề bên, đưa kim, kéo sợi, rồi kéo sợi một lần nữa, rút qua hai cái sợi như thế này. Đó, tiếp theo các bạn đưa kim vào cái mũi ở dây xích bên dưới nhé. Đây này, đưa kim này, chúng ta kéo sợi này, rồi kéo sợi một lần nữa. Đó, và cứ như thế các bạn móc cho hết hàng nhé. Mỗi một móc, mỗi một mũi móc nó hiện ra ở đây này là một cái dây, nó nhô lên như thế này đấy, thì chúng ta đưa kim vào đó rồi kéo sợi. Khi có hai sợi trên kim chúng ta lấy sợi rồi kéo hết, đưa kim này, chúng ta kéo sợi này, rồi kéo hết. Các bạn đưa kim này, nếu các bạn lấy như thế này là lấy sai đấy, lấy ngược đấy, các bạn phải quay một vòng như thế này nhá. Đó, các bạn chú ý phần này nhá. Đây nhá, nếu các bạn quay ngược là sau này các bạn móc quen với những cái mũi móc ngược đấy. Đây, hãy móc theo cái chiều phải. Đó, cứ như thế các bạn móc cho đến mũi cuối nhá. Mình móc đến mũi này nhá, mũi thứ nhất đây này. Các bạn kéo cái mũi đầu tiên mà chúng ta bắt mũi đấy, chặt nó lại thì nó hiện ra cái mũi cuối cùng của chúng ta ở đây nhá. Các bạn kéo hết và rút qua đây một mũi. Vậy là ta thực hiện xong một cái hàng mũi móc đơn trên cái đoạn dây xích. Mình thí dụ trên cái đoạn nhỏ để chúng ta dễ hình dung nhá. Bây giờ chúng ta lại quay lên. Trước khi quay lên hàng chúng ta cũng móc một mũi móc xích như thế này. Sau đó các bạn quay miếng móc trở lại như thế này. Đó. Nhưng cây kim và cái dây sợi chúng ta cần móc chúng ta giữ nguyên nhé. Chúng ta chỉ xoay miếng móc thôi nhé. Bây giờ các bạn chú ý này, làm sao để cho nó không sót mũi thì có rất là nhiều cách. Ví dụ như bạn lên hàng với cái mũi thứ hai thì mũi cuối các bạn phải móc ra. Bây giờ mình hướng dẫn cách này để cho các bạn không bao giờ sót mũi này. Các bạn móc ngay vào cái chân mũi của chúng ta vừa lên mũi xích đó. Đó, đây này các bạn nhìn thấy rõ chưa? Ngay cái chân này nhá, không bỏ chân đó. Trường hợp móc quen rồi thì chúng ta mới sử dụng mà móc vào mũi kia. Đó, ta được một mũi đầu tiên. Rồi mũi kế tiếp các bạn móc vào ô thứ hai với mũi đơn nhá. Hàng dưới chúng ta móc mũi đơn, hàng này chúng ta vẫn tập với mũi đơn để cho dễ hình dung nhá. Đó, và mỗi chân mũi chúng ta móc một mũi. Các bạn đưa kim vào cái ô này nhá, rồi kéo sợi lên. Sau khi có hai mũi trên kim chúng ta kéo hết. Đó, đưa kim này, kéo sợi bằng chiều phải nhá, đưa nó lên rồi lấy sợi rồi rút hết. Nhìn lại một lần nữa,
kéo sợi, đưa kim, phá, kéo hết. Cách móc mũi đơn áp dụng được rất nhiều ứng dụng. Các bạn cứ tập bằng mũi móc đơn, các bạn sẽ quen dần những cái mũi móc khác, sẽ quen dần để móc ra những cái mũi móc khác. Đó, mình đã sắp hết cái hàng móc này. Các bạn mới tập, hãy tập trên những cái miếng móc nhỏ, để khi chúng ta có sai sót thì chúng ta gỡ ra thì nó cũng nhanh hơn. Đó, bây giờ đến mũi cuối nhá, các bạn chú ý nhá. Bây giờ ta chỉ cần móc vào đây thôi này. Đó, vậy là đã xong một hàng móc thứ hai. Đó, đây, hàng móc thứ hai mình đã móc xong này. Bây giờ tiếp tục lên với hàng thứ ba nhé. Chúng ta lên hàng cũng sử dụng một mũi móc xích như thế này, rồi quay miếng móc nhé. Bây giờ chúng ta cũng móc ngay vào chân mũi nhé. Đây nhá, chân mũi đây, chúng ta móc ngay một mũi vào chân mũi. Đó, rồi tiếp tục mũi kế bên. Và cứ như vậy chúng ta móc cho hết hàng nhé. Còn một điều nữa, các bạn mới tập móc, các bạn đếm ở bên dưới có bao nhiêu số mũi thì bên trên chỗ này chúng ta vẫn móc được bấy nhiêu số mũi thì là đúng nhá. Biết móc mũi đơn, sau này chúng ta sẽ sử dụng vào móc thú ấy, móc những cái con vật đáng yêu ấy. Mũi đơn này ứng dụng cũng rất là cao. Rồi móc mũ, móc túi. Bây giờ các bạn chú ý nhé, chúng ta lại đến mũi cuối rồi đây. Mũi cuối nhé, các bạn chỉ việc móc vào cái mũi cuối này một mũi móc. Đó, tiếp tục nhé, chúng ta lại lên hàng với một mũi móc xích. Rồi quay miếng móc trở lại. Bây giờ ta lại móc cho hàng kế tiếp một mũi này, hai mũi này, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười năm và mười sáu mũi. Này, chúng ta đã hết hàng nhé. Sau đó chúng ta lại lên. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc mũi nửa kép nhé. Đây là ta đã thực hiện xong mũi đơn đây này. Bây giờ chúng ta thử với mũi nửa kép nhé. Muốn móc được mũi nửa kép thì phải biết mũi nửa kép nó có độ dài bao nhiêu. Mình cứ so ra từ mũi đơn nhé. Mũi nửa kép sẽ cao hơn mũi móc đơn là hai mũi móc xích. Bây giờ chúng ta cũng lên hàng với hai mũi móc xích, mũi thứ nhất rồi này, rồi mũi thứ hai. Sau đó các bạn quay miếng móc trở lại. Bây giờ ta móc mũi móc nửa kép trên cái hàng mũi đơn này nhé. Các bạn quay kim móc rồi vòng một vòng, mũi này được gọi là mũi giả. Rồi chúng ta đưa kim vào cái chân móc này nhé. Đây đây nhé, các bạn nhìn nhé,
đưa kim ngay vào chân móc, kéo kim rút lên, rồi lấy sợi rút qua hết này, các bạn rút qua hết nhé, cả ba cái sợi như thế này đó, rồi quay kim lấy sợi, chúng ta đưa kim vào chân móc kế bên, rồi lấy sợi. Các bạn, nhiều bạn bảo là sao không kéo được, thấy mọi người kéo ba cái sợi này rất dễ nhưng sao bạn ấy làm thì nó không được ấy. Chúng ta lưu ý cái chỗ này này, chúng ta nếu mà chúng ta để mũi nó thấp như thế này, các bạn phải kéo qua cả ba cái mũi nó rất khó. Các bạn đưa cái mũi này lên nhá, hơi cao một chút nhá, rồi quay kim kéo qua đó, nó sẽ dễ hơn đó. Bây giờ chúng ta lại quay kim nhá, mũi này gọi là mũi giả này, rồi đưa kim vào mũi kế bên, mỗi chân mũi chúng ta móc một mũi nhá, để cho đỡ sót mũi nhá. Bây giờ chúng ta lại kéo cao lên một chút này, rồi quay kim lấy sợi này, rồi rút qua hết đó, cứ thực hiện như thế nhiều lần vào thì chúng ta sẽ quen với cái mũi móc nửa kép này nhá. Các bạn kéo qua hết này đó, các bạn kéo không có thì các bạn không kéo được như thế, các bạn sẽ kéo như thế này nhá, các bạn sẽ kéo từ từ như thế này này. Mũi đầu tiên các bạn kéo qua một mũi này, rồi mũi thứ hai kéo qua một mũi này, rồi đến mũi thứ ba kéo qua một mũi này đó. Chúng ta được mấy cái mũi móc nửa kép trên cái hàng mũi móc đơn rồi đây này. Tiếp tục lại quay kim nhá, rồi đưa vào ô kế tiếp, các bạn kéo lần lượt một mũi này, rồi đến mũi thứ hai này, rồi đến mũi thứ ba này đó, quay kim đưa kim kéo sợi, rồi kéo qua mũi thứ nhất, qua mũi thứ hai, rồi qua mũi thứ ba, rồi tiếp tục nhá. Chúng ta đưa kim kéo sợi và kéo qua một lần thứ nhất, một lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Đấy là ba cái lần con thôi, còn khi bạn quen rồi ấy, thì bạn chỉ cần kéo một lần thôi này, này kéo qua hết cả một lần thôi đấy, khi quen rồi chỉ cần một lần thôi này. Đó, một lần thôi, chỉ cần một lần thôi này đó. Đấy, ta sử dụng một lần kéo thôi nhé. Các bạn hãy làm cho quen tay đi. Này, bây giờ còn một mũi nữa thôi đấy, còn một mũi ở đây thôi này. Chúng ta đưa kim này, rồi kéo sợi lên này, để cho nó ngang bằng một chút nhé, rồi kéo qua hết này đó. Vậy là ta có một cái hàng mũi nửa kép trên cái hàng mũi móc đơn rồi đấy. Tiếp tục chúng ta lên hàng với hai mũi nhé, hai mũi, để chúng ta lại thực hiện thêm một hàng mũi móc nửa kép nhé. Bây giờ chúng ta lại đưa vào đâu nhỉ, bây giờ mũi nửa kép nó xuất hiện ra một hàng nữa thế này nè, đây này, các bạn nhìn thấy chưa, nó xuất hiện thêm một cái đường viền ở đây đấy. Bây giờ chúng ta cũng có hai mũi rồi nhá, quay kim lấy mũi giả, rồi chúng ta đưa vào cái chân mũi móc kép này, mũi móc nửa kép nhá, đưa vào cái chân mũi này, chúng ta kéo sợi lên này, rồi chúng ta kéo qua hết nhá, hãy tập để kéo qua hết nhá. Đó, đấy, rồi quay kim này, móc vào hai cái này thôi nhá, không móc cả vào cái chùm này đâu nhá, chỉ cần móc qua hai cái này thôi, kéo lên này, rồi chúng ta kéo hết này đó. Tiếp tục với mũi tiếp theo, kéo hết này, hoặc là các bạn chưa biết làm thế nào để cho nó kéo được nhanh ấy, thì chúng ta cứ kéo từng mũi thôi này, một này, hai này, rồi ba này đó. Ta lại tiếp tục
1 này, 2 này, 3 này. Đấy. Các bạn cứ làm quen với những cái mũi móc đơn giản này, rồi khi nào chúng ta quen tay, chúng ta làm chủ được tất cả các mũi móc thì lúc đó các bạn rất giỏi rồi đấy. 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 Biết móc cũng vui lắm. Nó mang cho mình được nhiều sự giải trí ở trên những cái mũi móc đấy. Vậy là ta đã móc được hai cái hàng mũi móc kép đôi. Hàng mũi kép đôi nó thường cao hơn những mũi móc đơn, nên là móc nó cao nhanh hơn. Bạn muốn cao ấy thì nó cao nhanh hơn đó. Và tiếp tục nhé, mình sẽ hướng dẫn các bạn móc mũi móc kép. Móc kép thì có rất là nhiều mũi, mũi móc kép đơn này, mũi móc kép đôi này, rồi mũi móc kép 3, mũi móc kép 4. Rồi bạn cứ muốn nữa, nó còn mũi móc n kép thứ n nữa. Bây giờ chúng ta lên hàng để móc với mũi móc kép đơn trước nhé. Mũi móc kép đơn ấy thì nó độ cao, nó cao hơn cái mũi móc nửa kép này đấy. Và bây giờ chúng ta bắt đầu với 3 mũi móc xích nhé. 1, 2 và 3 mũi móc xích. Các bạn quay kim lấy mũi giả rồi đồng thời quay miếng móc nhé. Bây giờ chúng ta cũng móc vào chân mũi móc xích chúng ta vừa lên nhé. Chúng ta móc ngay vào đây này. Chúng ta móc ngay vào đây nhé. Rồi kéo cái sợi lên. Bây giờ chúng ta chú ý này, tại sao gọi là mũi móc kép này và nó cao, làm sao nó lại cao bằng 3 cái mũi móc xích kia được. Đây mình sẽ phải kéo thế này này. Mũi thứ nhất qua hai sợi này, đó, qua hai sợi này thì ngang bằng với mũi nửa kép đấy. Rồi mũi thứ hai mình qua hết cả hai sợi còn lại, vậy là ta đã móc xong một mũi móc kép ở đây rồi đây này. Mũi ngoài thì là mũi móc xích nhá. Tiếp tục chúng ta quay kim một lần thế này, rồi cắm vào cái ô bên cạnh, chúng ta lấy sợi nhá, kéo qua, kéo nó hơi cao cao một chút nhé, cao bằng hai cái mũi móc đơn chúng ta móc ở bên dưới này này. Rồi chúng ta lấy sợi kéo qua hai cái mũi này một lần nhé, rồi tiếp tục lấy sợi kéo qua một lần thứ hai. Vậy là ta đã thực hiện xong một mũi móc kép bên cạnh cái mũi móc kép vừa móc đây này. Tiếp tục chúng ta quay kim một lần rồi đưa kim vào ô bên cạnh, kéo sợi. Bây giờ chúng ta có thể làm nhanh hơn nhé. Mỗi ô móc chúng ta móc một mũi nhé. Đó, mũi móc kép chúng ta móc lên bao giờ nó cũng cao hơn mũi nửa kép đấy. Đó, chúng ta phải kéo qua hai lần, một lần này, hai lần này. Còn bạn nào chưa quen, bạn phải kéo một lần này, hai lần này, đấy, rồi ba lần đấy. Tức là qua cả mấy cái sợi đó. Rồi bây giờ đến mũi cuối cùng nhá. Cách lên hàng này rất là dễ, cho nên chúng ta không bao giờ bị sót mũi. Có một cách đưa qua cái sợi to đùng như thế này nhé. Chúng ta kéo qua. Đấy.
chúng ta làm thế này thì chúng ta không bao giờ bị sót mũi. Ta được một cái mảng móc mà từ dưới lên trên không hề bị xô lệch. Tiếp tục cho hàng kế tiếp nhé, chúng ta vẫn sử dụng cái mũi móc kép cho quen tay nhé. Mũi kép này gọi là mũi móc kép đơn đấy, cao ngang bằng với 3 mũi móc xích. Chúng ta cũng phải lên với 3 mũi móc xích như thế này. Quay kim lấy mũi giả rồi chúng ta móc ngay vào chân mũi này nhé. Ngay vào chân mũi này chúng ta kéo qua một lần thứ nhất, một lần thứ hai. Vậy là ta đã có một cái hàng móc mới với một mũi móc kép với một cái dây xích. Mũi kế tiếp chúng ta cũng móc một mũi móc kép với kéo hai lần như thế vào mũi kế tiếp. Cứ ô kế tiếp ở đây nhé, chúng ta không móc được ra đây nhé. Bạn học mũi móc kép này thì ứng dụng rất là nhiều mũi móc khác. Từ mũi móc kép chúng ta có thể biến đổi ra những cái họa tiết hoa văn rất là đẹp đấy. Các bạn mới móc hãy tập với nhiều lần bằng những cái mũi móc này nhé. Đó, bạn đưa kim này kéo sợi này rồi rút qua một lần này, qua một lần thứ hai này. Đó, rất là đơn giản. Bây giờ mình đã đến mũi cuối, các bạn cũng chú ý nhé, mũi đầu và mũi cuối nhé. Bên dưới mình hướng dẫn một cách móc vào hẳn một cái chân mũi như thế này nhé. Bây giờ mình có một cách khác mình hướng dẫn cho các bạn nhé. Chúng ta cần biết hết tất cả những cái cách móc và những cái cách lên hàng sao cho đẹp mà đủ mũi nhé. Bây giờ các bạn móc vào chân đây cũng được này. Đấy, các bạn móc vào đây thì sẽ đẹp này. Các bạn đưa kim nhé vào cái mũi này. Đó, rồi kéo lên, rồi rút qua một lần, rồi rút qua lần thứ hai. Đây là những cái mũi móc nó giống nhau thì mình móc vào đấy nó sẽ dễ nhìn. Còn bên dưới thì chúng ta làm mũi móc nửa kép nên các bạn hơi khó nhìn. Bây giờ chúng ta móc những cái mũi móc giống nhau nhé. Bây giờ tiếp tục với cái hàng mũi móc kép tiếp nhé. Một này, hai này, quay kim lấy sợi, à ba mũi nhá, chúng ta móc ba mũi móc kép, à móc xích như thế này, quay kim lấy sợi, rồi chúng ta móc ngay vào chân mũi này nhá, chúng ta kéo lên, rồi rút qua một lần, rút qua lần hai, tiếp tục. Cứ như thế các bạn móc cho hết hàng nhé. Đó, mỗi một chân mũi các bạn nhớ móc một mũi nhé. Vừa móc các bạn vừa đếm sao cho mũi móc của chúng ta từ dưới lên trên đều đủ nhé. Các bạn học xong những cái mũi này và cái cách lên hàng như thế này chắc chắn sẽ không bao giờ bị sót mũi nữa. Đây, móc mũi kép thì nó rất là nhanh cao đấy. Đó, mình mới móc mấy hàng thôi mà bây giờ miếng móc của mình đã cao bằng này rồi đấy. Và đến mũi cuối nhá, chúng ta lại móc vào đây này. Đấy, đây nhá, chúng ta lại đưa kim vào cái này.
rồi kéo nó lên, rồi kéo qua hai sợi, rồi kéo hết. Bây giờ tiếp tục mình hướng dẫn các bạn mũi móc kép đôi nhé. Mũi móc kép đôi thì lại cao hơn với mũi móc kép đơn. Chúng ta vừa móc một mũi móc đơn, bây giờ chúng ta phải gây cho cái mũi kép đôi này là 4 mũi móc xích nhé. Mũi thứ nhất này, mũi thứ hai này, mũi thứ ba này, rồi đến mũi thứ tư này. Chúng ta quay kim lấy mũi giả rồi quay miếng móc trở lại nhé. Bây giờ muốn móc mũi kép đôi chúng ta phải quay 2 lần, rồi cắm vào chân mũi móc xích chúng ta vừa lên nhé. Kéo vào đây một mũi. Đó. Ta được 4 cái mũi, 4 cái sợi dây trên kim nhé. Chúng ta kéo dài cái này một chút thôi nhé, không kéo dài quá nhé. Rồi chúng ta kéo qua một lần thứ nhất này. Đấy. Qua một lần thứ hai này. Đó. Rồi tiếp tục qua một lần thứ ba. Vậy là ta đã móc xong một mũi kép đôi đấy. Tiếp tục chúng ta quay 2 lần nhé, không được kéo quay một lần đâu, quay 2 lần mũi móc giả này, mũi này gọi là mũi móc giả đấy. Rồi chúng ta đưa kim vào cái ô kế tiếp này, kéo sợi lên rồi rút qua một lần thứ nhất qua 2 sợi, qua lần thứ hai qua 2 sợi, rồi lần thứ ba rút hết nhé. Đó, vậy là ta đã móc được cái mũi kép đôi như thế này đấy. Tiếp tục quay 2 lần này, rồi đưa kim kéo cái sợi dây lên này, rồi kéo cái sợi dây qua 2 sợi này, rồi quấn sợi rồi kéo qua 2 sợi lần nữa, tiếp tục qua hết 2 sợi còn lại. Bây giờ ta lại móc sang mũi kế tiếp. Bây giờ ta có thể móc nhanh hơn một chút nhé. Nào, kéo qua 2 sợi thứ nhất này, 2 sợi thứ hai này, 2 sợi lần thứ ba này, rồi quay 2 lần này, rồi đưa kim này, kéo lên này, rút qua 2 sợi một lần này, 2 sợi lần thứ hai, 2 sợi lần thứ ba, và lần này chúng ta lại móc nhanh hơn một chút nữa nhé. Nào, kéo nào. Tiếp tục. Nào, gần xong rồi. Miếng móc của chúng ta lại có thêm một cái hàng cao hơn cái hàng trước rồi đấy. Đó. Đó. Chỉ việc quay 2 cái lần sợi thôi. Đó. Rồi kéo qua 3 cái lần, mỗi lần 2 cái mũi thế này thôi này. Mỗi lần 2 cái sợi dây này, 1 lần này, 2 lần này, 3 lần này, rồi tiếp tục. Ôi, nó bị trượt. Bây giờ gần đến mũi cuối rồi nhá, mình lại làm chậm lại. Đó, vì sai rồi. Đây, đây, rồi, đây. Bây giờ vẫn quay 2 lần nhá, cho mũi cuối cùng nhá. Ta không móc ở đây nó xấu đấy. Móc ở đây nhá. Lên. Và rút hết. Vậy là ta có một cái hàng móc với mũi móc kép đôi ở bên trên cái hàng mũi móc kép đơn đấy. Bây giờ ta móc thêm một hàng mũi móc kép đôi nhé. Tiếp tục lên 4 cái mũi móc xích, 1, 2, 3 và 4 mũi. Quay kim
hai lần rồi mới xoay miếng móc nhé. Chúng ta đưa kim vào cái chân mũi móc xích như thế này đó, kéo cái sợi lên rồi rút qua một lần thứ nhất, rút qua một lần thứ hai, rồi lần thứ ba, rồi tiếp tục chúng ta quay kim hai lần rồi đưa kim, kéo sợi, rút lên, rút lần hai, rồi rút lần ba, tiếp tục cho mũi kế tiếp, vẫn cái thao tác như thế thôi này, kéo qua hai sợi dây này, kéo tiếp qua hai sợi dây lần hai này, hai sợi dây lần ba này, rồi quay kim hai lần này, đưa kim, kéo sợi, rút qua, rồi rút qua, rút tiếp đó. Bây giờ ta lại làm nhanh hơn một chút nhé. Đó, ta được nửa đường rồi, sắp hết hàng rồi. Nói là sắp thôi, còn một nửa non nữa. Đó, bây giờ mình ở mũi cuối nhá, các bạn cũng móc y như mũi ở những cái hàng trước này, cũng kéo qua mấy như thế, mấy cái lần như thế, và mũi cuối chúng ta lại đưa kim vào đây nhá. Đó, nó rất dễ đúng không các bạn? Vậy là từ cái sợi dây này, từ cái cây kim này, bây giờ mình đã có những cái miếng móc như thế này này, có một miếng móc như thế này rồi. Bây giờ chúng ta lại thêm một hàng với mũi móc đơn cho nó, cái hàng này cho nó chặt chặt vào nhé. Cách móc mũi móc đơn trên cái hàng mũi móc kép chúng ta cũng rất cần để phải thao tác đấy. Chúng ta lên một mũi móc xích nhé, rồi quay miếng móc trở lại, rồi đưa kim vào cái chân mũi, trên ngay cái chân mũi móc xích này nhé. Đó, rồi chúng ta móc một mũi móc đơn, kéo sợi này, rút lên này, rồi kéo hết đó. Tiếp tục chúng ta lại sử dụng mũi móc đơn cho cái mũi móc này nhé, các bạn cứ đưa kim kéo sợi qua cái ô này thôi này. Đó, khi chúng ta học những cái túi đấy, học làm những cái túi, bao giờ cái mũi móc đơn này cũng được sử dụng cho cái việc kết hàng, dù cái mũi móc cho cái hàng móc túi là cái mũi gì thì hầu như cái mũi kết hàng người ta cũng đều sử dụng cái mũi móc đơn đó. Chúng ta cứ đưa kim kéo sợi rồi rút qua đấy, mũi móc đơn làm cho cái hàng móc của chúng ta nó thu gọn lại, nhìn rất là đẹp. Đó, đấy, đó. Các bạn nhớ mỗi cái chân mũi như thế này này thì chúng ta móc một mũi nhé. Bây giờ còn mũi cuối này đó, vậy là ta có một cái hàng mũi móc đơn này, để cho nó khép hàng mũi móc kép ở bên dưới lại này. Và tiếp tục nhé, các bạn thử với hàng mũi móc đơn kế tiếp nhé, xem là chúng ta móc
nó có bị sót mũi không nhá. Lên mũi này, rồi lại móc ngay vào cái chân mũi này nhá. Đây, các bạn chú ý này, tiếp tục nhá. Lại đến mũi cuối nhá, các bạn này chú ý mũi cuối nhá. Đây, đây mũi cuối đây nhá. Chúng ta đưa kim này, kéo sợi này, rồi rút qua hết. Đó. Chúng ta được những cái hàng móc mà nó liên kết với nhau thế này này. Đây. Đây ở dưới này mình sử dụng mũi đơn này, rồi đến mũi nửa kép này, rồi đến mũi kép này, rồi đến mũi kép đôi này. Đấy. Bây giờ mình lại hướng dẫn các bạn móc cái mũi móc trượt nhé, cho cái hàng bên trên này nhé. Mình sử dụng mũi móc trượt nhé. Các bạn quay kim này, rồi bây giờ chúng ta cũng lên một mũi móc xích cho cái hàng mũi móc trượt này nhé. Tiếp theo các bạn dùng mũi trượt này, các bạn đưa kim nhé vào mũi thứ nhất này, kéo cái sợi dây len này, rồi rút qua hết. Đó, tiếp tục cho mũi kế tiếp này, rồi kéo cái sợi dây len, rồi rút ngay nhé, không móc như mũi móc đơn nữa, chúng ta sử dụng mũi móc trượt ở đây. Đó, đó, đây là mũi móc trượt đấy. Đây các bạn đi qua này, kéo hết này. Đó. Đi qua này, kéo hết này. Đi qua, kéo sợi dây này. Rồi kéo hết này. Đó. Đi qua cái mũi móc, kéo cái sợi dây. Rồi rút hết. Đó. 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 Đi qua này, kéo hết này. Đó, mũi này gọi là mũi móc trượt đấy. Đây này, đó, kéo này, rồi ta kéo hết luôn này. Đó, kéo mũi này, kéo hết luôn này. Bây giờ ta còn mũi cuối nhá. Các bạn đưa kim này, kéo sợi này và rút hết. Vậy là ta có một cái hàng mũi móc trượt bên trên cái hàng mũi móc đơn như thế này. Bài học hôm nay các bạn đã được học rất là nhiều mũi móc đấy. Các bạn cứ kiên trì học những cái mũi móc đơn giản này, rồi chúng ta cũng sẽ làm ra được những cái sản phẩm như thế này. Đây là chỉ từ mũi móc kép thôi này. Đấy. Hoặc là từ mũi móc xích chúng ta có thể làm ra được bông hoa. Đấy. Để chúng ta làm cái kẹp cho cái trang sách của chúng ta đây này. Đấy. Rồi mũi móc đơn chúng ta có thể làm ra những cái đồ xinh xinh như thế này này. Đây là cái mũ chúng ta có thể treo lên làm cái móc treo chìa khóa. Đây là từ mũi móc xích này, đây là từ mũi móc đơn này, mình ví dụ rất đơn giản. Còn mũi móc đơn có thể ứng dụng làm những con thú rất xinh xắn đáng yêu. Rồi khi bạn quen thì bạn có thể làm ra được những cái họa tiết cho những chiếc túi như thế này này. Đấy. Hay là những chiếc ví, khi bạn biết lên hàng ngay hàng thẳng lối như thế này thì chúng ta móc ra được những cái sản phẩm mà chúng ta muốn, nó không bị cong lệch nhá. Đây là chiếc ví mà chỉ cần sử dụng mũi lên hàng thôi. À. Cách móc rất là đơn giản, bạn có thể làm phần này to hơn và gập vào, các bạn được một cái ví xinh xinh đấy. Khi bạn quen rồi thì bạn
làm ra được những cái sản phẩm to hơn và kỹ thuật hơn như thế này. Đây mà là một những cái ví dụ rất là đơn giản. Các bạn thấy thích không? Khi bạn có kim và có sợi, các bạn sẽ làm ra được rất nhiều thứ đấy. Chia sẻ của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Các bạn thấy thích, xin hãy đăng ký kênh và nhớ ấn nút nhé, ấn nút chuông thông báo nữa. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo từ mình nhé. Xin chào.